Đây bà cô bác ơi, bây giờ là mẹ cũng lấy đồ đây, lấy đồ để chia ra gửi cho dì, chở gửi cho dì ba đây. Ừ, gửi cho dì ba thì chia ra tí mẹ, đâu có gì đâu. Bỏ à, chia ra, bây giờ dì ba về luôn hả mẹ? Dì ba chưa về mà. Rồi. Rồi đây. Bỏ cho xem. Ừ. Bữa nay mấy bữa nay làm xong rồi đó, thấy bữa nay ủa ba lên trả nữa hả mẹ? Để nhà ăn nữa chứ. một cái ăn đủ rồi. Chị Nga đem lên hình như là 5 bột măng hay gì á. Rồi giờ cũng chia ra dì ba để cho dì ba đi về nên bà cô bác ơi. Đây. Dì ba còn chơi mà xe đạp của dì ba để ngoài đây có bịch nhãn còn để kìa. Rồi người nghệ nhìn đẹp quá mẹ. Nghệ vậy. Cái điện thoại nãy mẹ đưa cho Thúy rồi phải không mẹ? Đây mà cô bác ơi, nghệ nhìn đẹp rồi mấy đứa chạy kìa. Quá trời đẹp luôn. Vàng cực luôn. Té đụng đụng. Thôi bây giờ đi ngắt rau đi nấu canh rau ăn cơm. Ngắt canh rau té con té té. Rồi đó đàng hoàng té con. Giờ nãy giờ mẹ còn lấy đồ cho dì ba mẹ chưa lấy xong mà. Xong chưa mẹ? Túi này phải không mẹ? Rồi con sắp cho bà ba đi Nam. Này có bịch mà Nam. Không gỡ bịch ra luôn trời. Tay từ đâu? Ừ. Bịch này mà. Dạ, để dì ba. Nè bỏ xe dì ba luôn. Nam xách ra cho bà ba Nam. Ừ. Bà ba. Bà ba lấy thuốc về bà ba ngâm nữa. Mẹ dì ba ngâm thuốc hả dì ba? Dạ. Ấy xong chạy qua nha. Dạ. Ít quá thì sao anh đủ? Nam. Nam nó lấy bịch. Nam đứng bẩn kìa. Nam đứng ngay cho mận ăn kèo dừa kìa. Kìa. Ừ. Rồi bà nội cho kẹo thêm nữa kìa. Sướng vậy. Ngon quá. Nam cho ăn cục nữa Nam. Nam thích ăn kẹo dừa. À, Nam con thích ăn kẹo dừa hả Nam? Nam. Trời ơi, nghe biết hổng thích vậy hổng bịch kẹo dừa mà ông nội để trên cái chòi ông này. Ông nội để tới kiến luôn. Không dám ăn hả? Ý ông nội không có ông nội chưa nói đâu dám ăn đúng không? Em con Nam. Thả ta. Lấy cục kẹo cũng cứng này ăn nữa. Nam đâu được thêm bịch nữa. Cầm hai bịch luôn, cầm hai bịch về luôn. Đổ ra chứ. Đổ ra hả? Còn Nam. Nam đổ kẹo ra nè, bật cái bác ơi. Ồ, giờ thành bịch bự. Cười. Thằng. Đi. Ra. Tụi con chạy ở trường té đó nha. Ấy đi về xong rồi chút xíu qua nha Nam. Dẹp xe đi tí ơi, dẹp xe dắt lên trên đi để mưa con, mưa hư xe đó. Hả? Rồi sao con chạy nổi dốc? Này nãy là rửa rồi không em? Ừ, trời ơi. Gai nó đâm. Rồi gai đâm nè bà cô bác ơi. Khuya đi bán hả? Giờ ba chạy xe đạp về luôn nè. Mẹ còn gì gửi dì ba không? Dì ba đi về nè mẹ ơi. Mẹ con ơi. Ôi, mẹ đó con. Ôi, sao đó con đụng em. Bà ba đi về nè, tụi con có lời nào gửi tới bà ba không? Nó mẹ ăn đi. Ăn đi ăn đi. Em khui ra thử rồi sao. Dì ba chiên ăn lấy bánh mì ấy vô. Dạ.
chia ra bà con chia ra người miếng miếng. Trời sâu ăn đàng hoàng nha con. Dạ. Bà ngoại á. Măng đó vừa bao hầm giò heo. Nè, bột măng. Thôi to, cà rốt con. Nam, con chào ông bà cô bác này con, quay qua. Đâu rồi, quay qua chào ông bà cô bác. Nè. Đâu ăn kẹo. Nam nó thích ăn kẹo dừa. Rồi ba ba về kìa, tụi con kìa. Quay qua đây ba ba kìa. Tụi con hung ba kìa, ba đi về kìa. Chơi đi ôm hung ba kìa, chơi đi. Ba đi về kìa. Ba về kìa con. Rồi, tiếng bảy qua. Dạ. Chị vừa ba đi xe đạp. Lên tối hôm qua chữ bảy nhét nhét lại mẹ bay à, để dưới mẹ, để dưới mẹ ơi à, để dưới đi mẹ, để dưới đi mẹ, để nó nói rồi đó, rồi rồi chị ba, chị ba thì từ từ thôi nha chị ba, trời ơi. Rồi, dì ba. Giờ dì ba chạy về. Dì ba đẩy, dì ba đâu có chạy. Tụi con đàng hoàng, có chừng đút chân vô cầm đó con. Chạy từ từ thôi đi chị ba. Rồi. Quần áo rồi chị bỏ hết được chưa? Được rồi nè, mày nói dì ba trả lời cái dì ba đi té giờ. Đó. Trời, đi xe đạp bây giờ dì ba chạy xe đạp xuống tới về tới Cần Giuộc luôn á mà các bác. Chị về tới dưới chị kêu quý điện không? Trời ơi mẹ cứ nói gì quá. Ba run. Ba đang chạy yếu mà mẹ còn kêu nữa. Về tới dưới rồi điện. Dì ba còn liên tiếc. Dạ. Rồi, không dì ba bởi vậy còn có chị ba đi mẹ đi cầu tư thôi. Thì mỗi lần mà đi dì ba buồn, dì ba chạy xuống đây xuống thăm mẹ, còn mẹ mà ấy thì cũng chạy về dưới, thì dì ba thì điều kiện đi á dì ba có còn khó khăn hơn nữa. Là dì ba đi á, dì ba mỗi lần dì ba ấy là dì ba chạy xe đạp con mà cô bác ơi, thấy thường quá trời luôn. Giờ mà chạy về tới Cần Giuộc ở dưới cũng phải chạy xe đạp 20 mấy 30 cây số. Rồi thầy. Thôi bây giờ Khánh chắc cũng xếp cái phần video tại đây luôn bà cô bác ơi. Thế nãy giờ Khánh cũng ghi sinh hoạt ở nhà, thế một phần là ghi lại kỷ niệm mà dì ba lên đây chơi đó. Bây giờ dì ba đi về nè. Giờ Khánh cũng biết nói gì hơn là cũng xin kính chúc bà cô bác là luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an luôn. Rồi bây giờ Khánh đi vô đi bà cô bác ơi. Rồi đi vô đây. Hai đứa, mấy đứa chạy coi chừng té đó con. Chạy đàng hoàng té đó con. Bé, nói rồi. Em dẹp con. Đừng có nhõng rồi. Thím bảy rồi. Đang ăn thì đang ăn tự nhiên, có sao đâu thím bảy. Thím bảy nhà kế bên đây ông bà cô bác ơi. Rồi con. Rồi. Thôi bây giờ Khánh cũng xin phép là khép cái đoạn video tại đây luôn bà cô bác ơi. Rồi con. Rồi chơi đi ơi. Rồi chào khán giả luôn, chào bà cô bác luôn, hẹn bà cô bác video tiếp theo luôn. Chào khán giả luôn, mẹ ơi. Nam chào bà cô bác nè con. Đây thấy không bà cô bác buổi chiều đây. Thế khế nè, lúc nào cũng có bông hết.